thì bắt cặp ha. Nè, này là anh sẽ phô ra một tờ A4 nè. Dạ rồi. Mặt cho mặt này để đầu tiên. Để xuống, chọn nè. In A4. In hai mặt. Dạ. À, cái này mình chuyển từ A5 qua A4. Dạ. Bên này chọn chế độ hai bản in vô một mặt. À ok. Rồi xong. À. Đó. Đây rồi. Rồi cách lật nè. Can nãy là mới cái mặt đất tiên. Đất rồi. Ờ, cái mặt tiếp tục là mặt trên. Mặt trong mà của tờ trước á. Rồi mặt trong mà của tờ sau hồi nãy đây nè, mình đi vậy nè, 1 2 nè, 3 nè, 4. Ok. Rồi tiếp theo phô cái cặp này nè, đó là 1 nè 1 nè 2 nè, 3 4, cái thứ tự nó à. Được rồi, em hiểu rồi, anh cứ phô đi. Lấy liền ha anh. Rồi, phía nè. Xong.